Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, vào dịp cuối tuần hay các ngày lễ, thì các điểm hát với nhau phòng trà, cà phê âm nhạc đã trở thành điểm hẹn của người dân thành phố Long Xuyên để cùng nhau chìm đắm theo những giai điệu. Quán cà phê 1985 xuất hiện ở con hẻm 3, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, cách nay gần tròn 3 năm. Người đến đây chủ yếu bởi mê say khung cảnh, thiết kế của quán. Khi thu nhặt được gần như mọi ký ức thời thập niên 80, đúng với tên gọi của quán. Hơn nữa, định kỳ vào tối thứ năm đến chủ nhật hàng tuần, khách lại càng đến đông hơn để cùng uống ly cà phê và được nghe những giai điệu du dương từ phong cách trình diễn ẩn khâu thị. Theo đánh giá của hầu hết khách thì đây là một quán có phong cách thật tuyệt vời tại Long Xuyên. Bên cạnh đó, do đặc điểm không gian, lợi thế có chương trình giao lưu âm nhạc bằng phong cách cổ điển, nơi đây cũng là nơi gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê ca hát của nhiều người yêu âm nhạc và các ca nhạc sĩ đã từng nổi tiếng một thời. Em thấy là không gian quán thì rất đậm phim cổ điển, có dòng nhạc trữ tình, lãng mạn, bất hủ, đậm chất hoài cổ, cho nên là đây là cái cách lựa chọn để em giải trí vào cuối tuần. Cô là ca sĩ tự do. Trước cô có một cái quá trình công tác cho văn hóa cũng rất là lâu năm. Khi mà đến với âm nhạc trong một cái không gian như thế này thì cô thấy như mình trẻ lại, vì là cô đang sinh hoạt với rất nhiều bạn trẻ đến 1985. Để quán có được đúng chất như tên gọi, chủ nhân của quán cà phê đã cất công đi thu mua nhiều vật dụng chỉ có vào thập niên 80 và 90. Và với những gì từ công sức vị chủ nhân này đã bỏ ra, cùng với phong cách không thể tuyệt vời hơn, quý khách chỉ cần trả thêm ít tiền cà phê là có thể thưởng thức được những bản nhạc hay nhất tại khu vườn âm nhạc này. Cuộc sống vốn đa dạng và cảm xúc của con người cũng vậy. Tuy nhiên, tùy theo sở thích, mỗi người sẽ chọn cho mình một không gian riêng phù hợp để thưởng thức cuộc sống. Nhưng theo nhiều người, được chìm đắm trong những giai điệu âm nhạc là một cách tự sướng tuyệt vời nhất.